Lịch thi đấu vòng mở màn ngoại hạng Anh hứa hẹn đầy hấp dẫn. Cuối tuần này, bóng đá Anh sẽ trở lại sôi động với vòng mở màn ngoại hạng Anh mùa giải 2024-25. Trận đấu khai màn ngoại hạng Anh mùa giải 2024-25 là cuộc đối đầu giữa Manchester United và Fulham vào lúc 2:00 sáng ngày 17 tháng 8 giờ Việt Nam. Quỷ đỏ đang rất quyết tâm dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Erik ten Hag và sẽ hướng tới một chiến thắng ngay từ trận mở màn. Bên cạnh đó, các trận đấu khác cũng hứa hẹn nhiều hấp dẫn như Arsenal vs Wolves, Newcastle vs Southampton. Đặc biệt, trận đại chiến giữa Chelsea và Manchester City vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 18 tháng 8 sẽ là tâm điểm chú ý của toàn bộ người hâm mộ. Lịch thi đấu vòng 1 Premier League 2024-25. Ngày 17 tháng 8, 2:00, Manchester United vs Fulham. 18:30, Ipswich vs Liverpool. 21:00, Arsenal vs Wolves. 21:00, Newcastle vs Southampton. 21:00, Everton vs Brighton. 21:00, Nottingham Forest vs Bournemouth. 23:30, West Ham vs Aston Villa. Ngày 18 tháng 8, 20:00, Brentford vs Crystal Palace. 22:30, Chelsea vs Manchester City. Ngày 20 tháng 8, 2:00, Leicester vs Tottenham. Người hâm mộ bóng đá Anh đã sẵn sàng cho một mùa giải ngoại hạng Anh đầy kịch tính khi giải đấu chính thức khởi tranh vào cuối tuần này. Cuộc đua vô địch hứa hẹn sẽ vô cùng khốc liệt khi các ông lớn như Manchester City, Liverpool, Arsenal, Manchester United đều đã có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, sự góp mặt của các đội bóng mới lên hạng sẽ mang đến làn gió mới cho giải đấu. Người hâm mộ có quyền kỳ vọng vào một mùa giải đầy sôi động và hấp dẫn. Liệu có bất ngờ nào xảy ra khi những đội bóng nhỏ hơn đang ngày càng thể hiện sức mạnh đáng gờm? Hãy cùng chờ xem!